Thanh Hùng For Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trong buổi hội quân của đội tuyển Pháp nhằm chuẩn bị cho loạt trận quốc tế, Pogba và Mbappe được Marca cho biết là có cuộc trao đổi ngắn với nhau. Pogba đã hỏi thăm tình hình của Mbappe và tiền đạo của PSG trả lời: "Tôi đang rất chán nản." Truyền thông Pháp tin rằng cầu thủ sinh năm 98 không vui với những gì đang xảy ra tại PSG. Ban lãnh đạo chưa từng bỏ ý định giữ chân Mbappe, nhưng không dễ để thuyết phục tiền đạo này ở lại. AMC Sport tin rằng Mbappe gần như chắc chắn sẽ chuyển đến Real Madrid vào mùa hè. Theo Fabrizio Romano, Man United đã có cuộc phỏng vấn với Erik Ten Hag từ vài ngày trước. Ban lãnh đạo Man United hài lòng với khả năng tiếng Anh của nhà cầm quân này. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Man United sẽ còn phỏng vấn vài ứng viên khác cho vị trí huấn luyện viên trưởng mùa giải sang năm. Kể từ năm 2017 cho đến nay, Erik Ten Hag đã chứng tỏ được tài năng trên cương vị huấn luyện viên trưởng Ajax. Ông giúp câu lạc bộ này giành 5 danh hiệu quốc nội và vào đến bán kết Champions League. Ngoài Erik Ten Hag, Man United cũng đang nhắm đến Pochettino, huấn luyện viên người Argentina gần như chắc chắn sẽ chia tay PSG sau khi mùa giải này khép lại. Theo tờ Fanatic của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của Roman Abramovich đang thương thảo để mua lại một câu lạc bộ của quốc gia này, đó là Göztepe. Hiện tại, Göztepe đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm kém nhóm An Toàn. Không chỉ cử tay chân thương thảo với Göztepe, Roman Abramovich còn trực tiếp đàm phán với Mehmet Sepil, ông chủ của đội bóng này. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ phú Mehmet Sepil sẵn sàng bán câu lạc bộ nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Nếu như mua thành công, tỷ phú Roman Abramovich sẽ biến Göztepe trở thành một Chelsea thứ hai tại châu Âu. Abramovich mua Chelsea vào năm 2003 và đầu tư không tiếc tay cho câu lạc bộ này. Cựu tiền vệ người Brazil Denilson vừa thông báo sẽ gia nhập Ibis Sport Club, đội bóng thuộc giải hạng dưới của Brazil. Trên Twitter ngày hôm nay, Denilson viết: "Người cha đã trở lại, tôi có thể xác nhận đây là thông tin chính thức. Lời mời được gửi đến gia đình tôi và người cha ở đây đã quyết định trở lại với bóng đá sau 12 năm. Từ hôm nay, tôi sẽ đầu quân cho Ibis Sport." Trước khi đột ngột tái xuất, Denilson đã giải nghệ vào năm 2010 sau khi chia tay câu lạc bộ Kavala của Macedonia. Trước đó, cựu tiền vệ người Brazil từng chơi cho Hải Phòng, Itumbiara, Palmeiras, Dallas, Antasser, Porto, Flamengo, Real Betis và São Paulo. Điều đáng nói, Denilson chỉ đá cho câu lạc bộ Itumbiara và Hải Phòng đúng một trận trước khi chia tay hai câu lạc bộ này. Năm 98, Real Betis từng gây sốc khi chi 21,5 triệu bảng mua Denilson từ São Paulo. Đây là cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào năm 98. Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Oman ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình. Chia sẻ ở buổi họp báo trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiết lộ về lực lượng. Theo đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc báo tin không vui khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục có thêm những ca mắc Covid-19. Trong buổi xét nghiệm nhanh sáng ngày 23 tháng 3, đội tuyển Việt Nam phát hiện thêm 2 ca mới, đó là Đức Huy và Hoàng Đức. Trong đó, 6 cầu thủ mắc Covid-19 và không thể góp mặt ở trận gặp Oman là Văn Hoàng, Hồng Duy, Tuấn Mạnh, Ngọc Quang, Hải Huy và Xuân Trường. Tối qua, U23 Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu Dubai Cup 2022 gặp Iraq. Dẫn dắt U23 Việt Nam là trợ lý Lee Young Jin. Trong hiệp đấu thứ nhất, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với nhiều tình huống va chạm. Trước đối thủ hơn hẳn về thể hình và kỹ thuật, các cầu thủ áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn. Các cơ hội mà U23 Việt Nam tạo ra chủ yếu đến từ những cú dứt điểm từ xa và những pha bóng cố định. Lối chơi chặt chẽ của U23 Việt Nam đã khiến U23 Iraq gặp rất nhiều bế tắc. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Thầy trò Lee Young Jin có thể hài lòng với kết quả hòa này trong trận đấu mở màn. Theo lịch, ở lượt trận thứ hai vào ngày 26 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đó là U23 Croatia.